Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì như mọi người biết, hiện tại Sơn Đông đang có chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các mặt hàng có sẵn và cũng như là hàng đặt trên tất cả các chi nhánh của Sơn Đông luôn. Thì ngày hôm nay thì em cũng muốn giới thiệu cho mọi người thêm một mẫu ghế ăn nữa để mà mọi người có thêm sự lựa chọn cho cái bộ sưu tập và phòng bếp của mình ha. Và đây là cái mẫu ghế mà em muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay đây ạ. Vừa mới lên kệ cửa hàng trong ngày hôm nay luôn thì em đã lấy ra và để review cũng như là để giới thiệu cho mọi người cái mẫu này rồi. Đây là mẫu ghế mới nhất tại Sơn Đông, có tên gọi là mẫu ghế ăn Haga, được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ kết hợp với lại phần bọc da này á, là bọc da bờ Ý được nhập khẩu từ Italy và có giấy chứng nhận COCQ rõ ràng cho mọi người, cho nên là khi mà mọi người sử dụng sản phẩm á thì cứ yên tâm sẽ không có tổn hại gì đến sức khỏe của người sử dụng hết ha. Ok, và cái sản phẩm này thì được thiết kế theo phong cách là cổ điển, được chạm hình ảnh hoa lá tây ở phần chương ghế, chạy dọc phần khung ghế, phần tựa lưng, rồi đến phần chân, phần yếm. Đó, nói chung là rất là nhiều cái hình ảnh được chạm hoa lá tây, nhưng mà cũng không có sự mà gọi là quá rối mắt đúng không ạ? Phải nói là được chạm vừa đủ và vừa đủ nhìn. Đấy, mẫu ghế này thì bên Sơn Đông sẽ có là có hai phiên bản bọc da và bọc simili. Thì nếu mà mọi người muốn bọc da thì sẽ có mẫu ghế này, và bọc simili thì sẽ có những cái mẫu ghế khác đó, cũng như mẫu này luôn. Nhưng mà cái phần bọc này thì mình sẽ sử dụng là bọc simili ha, và có rất là nhiều bản màu da cho mọi người có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình và theo cái tông màu ở nhà mình như nào thì mình chọn cái màu da khác đó. Nói chung là khi mà mọi người đến với Sơn Đông thì sẽ phục vụ hết lòng luôn. Ok, và đây là cái mẫu ghế, thì em sẽ mời mọi người xem sơ qua cái mẫu ghế này ha. Về kích thước sản phẩm em sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người cùng tham khảo. Mẫu này thì hiện tại đang có là 8 cái ở trên cửa hàng, vừa mới lên được 8 cái thôi. Nên là quý khách hàng nào mà quan tâm á thì hãy đến ngay chi nhánh An Lạc tại địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để mà xem trực tiếp sản phẩm ha. Và bây giờ thì em sẽ trải nghiệm trực tiếp trên sản phẩm cho mọi người cùng xem luôn. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình ngồi vào thì đương nhiên khi mà mình làm nệm như thế này và bọc da như thế này chắc chắn là sẽ êm. Êm về cái phần ngồi của mình và cái phần tựa lưng. Phải nói là cái ghế này nó rất là lớn về cái phần ngồi và phần lưng luôn. Đấy, khi mà mọi người nhìn thấy em ngồi vào thì cảm giác là nó sẽ còn rộng rất là nhiều. Cho nên là những anh chị nào mà lớn con hơn em nhiều thì giờ ngồi cái ghế này chắc chắn là sẽ rất là thoải mái, không có bị nhỏ quá, cái ghế nhỏ quá mà mọi người ngồi khó chịu ha. Đấy, một phần nữa là về phần bọc da bò, thì này là da bò Ý cho nên là khi mà mình ngồi xuống nó sẽ lún xuống và mình đứng dậy thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu như này. Đấy, nó sẽ khác so với cái phần vải simili ha. Simili thì khi mà ngồi vào và đứng dậy thì có thể là nó sẽ có một cái tì một xíu, nhưng mà về da bò thì nó sẽ không có vấn đề đó. Bây giờ một cái chi tiết mà nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ làm cho cái ghế này nó trở nên tinh tế, sang trọng hơn, đó chính là về phần nút như thế này. Nút này á, thì Sơn Đông sẽ làm và đóng là từng nút một luôn, rất là tỉ mỉ và chỉnh chu. Đây, đó là kiểu như là nó sẽ cố gắng là đều nhất có thể cho mọi người để giúp cho cái ghế nó trở nên là sang trọng và độc đáo hơn rất nhiều. Và bây giờ em sẽ xin phép là quay ở phía sau, quay sau lưng cho mọi người cùng xem ha. Đây. Đây, sau lưng thì cũng được đóng nút đây như thế này đó, rất là êm và nhìn nó cực kỳ là chắc chắn. Cái phần khung này thì rất là dày dặn ha, đây mọi người có thể nhìn thấy chất liệu làm bằng gỗ gõ đỏ. Thì với cái phần thiết kế là cổ điển á, thì về phần gỗ gõ đỏ này thì có màu sơn sẽ hơi đậm so với những cái hàng mà truyền thống hay là hàng hiện đại. Đấy, nó sẽ có cái màu sắc là cổ điển, và ngoài ra những cái mà hàng cổ điển thì chắc chắn ai mà xem video của em hay là của các bạn tại đây á thì sẽ biết được những cái phần là đường lai đen như thế này sẽ giúp cho sản phẩm khi mà mình nhìn xa hay nhìn gần sẽ giúp cho sản phẩm là nó trở nên sắc nét hơn, có hồn hơn. Đấy, đây là một cái điểm đặc trưng của cái hàng cổ điển cũng như là tại Sơn Đông luôn. Ok, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người cái mẫu ghế ăn mới nhất có vừa lên cửa hàng tại chi nhánh là An Lạc Bình Tân ở địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà mọi người có thắc mắc thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số là 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.